Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học FPT. Trường Đại học FPT là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại được thành lập ngày 8 tháng 9 năm 2006 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn. Trở thành trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam, các chuyên ngành đào tạo của trường có kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin, IoT Internet of Things, thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, các giai đoạn chính trong chương trình đào tạo đại học chính quy. Trường đại học FPT có nhiều chương trình đào tạo khác nhau như đại học, sau đại học, các chương trình liên kết quốc tế. Chương trình đào tạo hệ đại học của trường đại học FPT được chia làm 4 giai đoạn cơ bản sau khi thí sinh đã vượt qua kỳ thi sơ tuyển và đáp ứng các yêu cầu về việc tuyển sinh hệ đại học. Giai đoạn chuẩn bị, sinh viên tham gia tuần lễ định hướng, tháng rèn luyện tập trung và các môn học kỹ năng mềm về phương pháp học tập ở bậc đại học. Học tiếng Anh, sinh viên được miễn tiếng Anh đầu vào nếu đạt IELTS trên 6.0 hoặc vượt qua bài kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào để đạt năng lực tiếng Anh cần thiết cho giai đoạn học sau. Giai đoạn 2, sinh viên được trang bị kiến thức từ cơ sở, căn bản đến nâng cao của ngành học. Giáo dục thể chất võ Võ Việt Nam, giáo dục nhạc cụ truyền thống, sinh viên chọn một loại nhạc cụ truyền thống theo học và cũng có thể chọn một môn cờ và các kỹ năng phát triển cá nhân. Đặc biệt sinh viên sẽ học thêm một ngoại ngữ tự chọn là tiếng Trung đối với khối ngành kinh tế hoặc tiếng Nhật đối với khối ngành kỹ thuật bên cạnh việc học tiếng Anh nâng cao. Giai đoạn 3, chương trình học tập tại doanh nghiệp On The Job Training, OJT. Sinh viên được gửi đi học tập trong môi trường thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc được tham gia làm việc trong các dự án. Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tại doanh nghiệp, giai đoạn 4, sinh viên quay về trường. Học chuyên ngành hẹp và làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp với thời gian đào tạo 4 năm có khóa dự bị tiếng Anh cho sinh viên chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ khi trúng tuyển. Trong 2 năm đầu tiên, sinh viên sẽ tập trung vào việc học tập trên lớp để tích lũy các tín chỉ của các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục nền tảng, khối kiến thức cơ sở và một số môn chuyên ngành. Năm học thứ 3 sẽ dành phần lớn thời gian để sinh viên thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp. Năm học thứ 4, sinh viên tập trung vào việc học tập trên lớp để hoàn thành những tín chỉ còn lại trong chương trình đào tạo các môn chuyên ngành sâu và làm đồ án tốt nghiệp. Trường Đại học FPT không có bậc học cao đẳng thuộc về FPT Polytechnic. BTEC cùng chung một hệ thống FPT Education, các học bổng, chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo. Đây là chương trình học bổng cấp một lần và cấp suốt cả quá trình học tập dành cho sinh viên hệ đại học chính quy có các mức từ 50% đến 140%. Bên cạnh học bổng Nguyễn Văn Đạo, Đại học FPT còn rất nhiều chương trình học bổng khác tùy theo chương trình đào tạo hoặc các chương trình khuyến khích tuyển sinh. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Cơ sở đào tạo FPT Hà Nội, khu giáo dục và đào tạo, khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, FPT thành phố Hồ Chí Minh, lô E2A7, đường D1 khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, FPT Đà Nẵng, khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, FPT Cần Thơ, số 600 đường Nguyễn Văn Cử, nối dài phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, FPT Quy Nhơn, khu đô thị Mới An Phú Thịnh. Phường Nhân Bình và phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, các hướng nhận đạt được chứng nhận 3 sao QS Star tháng 11 năm 2012, trường đại học FPT đã trở thành trường đại học Việt Nam đầu tiên chính thức được công nhận xếp hạng quốc tế 3 sao theo chuẩn QS Star. Một trong các chuẩn xếp hạng hàng đầu dành cho các trường đại học trên toàn thế giới. Trong đó, tiêu chí về chất lượng đào tạo cùng đóng góp xã hội của trường đại học FPT được tổ chức QS đánh giá với số điểm tuyệt đối 5 sao, tiêu chí cơ sở vật chất tình trạng việc làm sau tốt nghiệp, học bổng và các loại hình hỗ trợ sinh viên nhận được 4 sao. Viện Quản trị và Công nghệ FSB, đơn vị đào tạo sau đại học của trường đại học FPT đã được tổ chức EduNiversal xếp hạng top thăng 2 trường đào tạo quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam liên tiếp nhiều năm liền từ năm 2012 đến nay. Chứng nhận thành viên liên kết AUNQA, ngày 25 tháng 3 năm 2018, trường đại học FPT thuộc FPT Edu đã chính thức được công nhận là thành viên liên kết Associate Member của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA. Năm 2021, trường tuyển sinh 8.200 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo.
Cụ thể, nhóm ngành quản trị kinh doanh tuyển sinh 3.150 chỉ tiêu. Nhóm ngành ngoại ngữ tuyển sinh 600 chỉ tiêu, nhóm ngành công nghệ thông tin tuyển săn 4.450 chỉ tiêu. Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường đại học FPT cần đáp ứng một trong các điều kiện sau. Thuộc diện được xét tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đạt xếp hạng top 50 theo học bạ trung học phổ thông năm 2021, đạt xếp hạng top 50 theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021 và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên. Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT từ 80 hoặc IELTS, học thuật từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương áp dụng đối với ngành ngôn ngữ Anh. Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên áp dụng đối với ngành ngôn ngữ Nhật. Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK 2 áp dụng đối với ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: chương trình APTEC SDSE đối với ngành công nghệ thông tin, chương trình ARENA ADIM đối với chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số, chương trình BTECSND Phoenix Software Engineering. Tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài, tốt nghiệp đại học, sinh viên chuyển trường từ các trường đại học thuộc top 1.000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất QS, AAWU và DE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.